Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios G. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe này thì mới lăn bánh được hơn 7 vạn km quý vị và các bạn nhé. Toyota Vios G là phiên bản cao cấp nhất, phiên bản đầy đủ đồ nhất của Toyota Vios rồi quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp và không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, tất cả máy móc còn nguyên bản hết. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G 2019 này các bạn nhé. Màu đỏ rất là đẹp rồi, nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài, nước sơn bên ngoài còn zin rất là nhiều luôn quý vị và các bạn nhé, cho nên là rất là đẹp này. Phần sườn bên phụ cũng vậy này, đều rất đẹp, rất là mới luôn. Nhìn từ phần đằng trước này, phần ba đời sốc trước thì quý bạn thấy đấy ạ, 2019 này cũng đã được lên form mới rồi các bạn nhé. Đèn bi xenon này, và đặc biệt là chưa có bị xước sát gì cả, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhé. Cụm đèn pha bi xenon đều rất là đẹp rồi này. Đèn led ban ngày này, hay còn gọi là đèn daylight này. Đấy, form mới nó có cả cái đèn led ban ngày đấy các bạn nhá. Đèn gầm đầy đủ rồi. Toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt này đều rất đẹp luôn. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhá. Đấy. Và khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Dàn lốp còn rất là dày luôn này. Cả dàn lốp còn rất là dày các bạn nhá. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Toyota Vios G này, 1.5G bạn nhé. Chỉ 5,7 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu như chạy trong đô thị 7,1 lít, nếu như chạy ngoài đường trường 4,9 lít thôi, chưa đến 5 lít bạn ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Phiên bản G là phiên bản cao cấp nhất rồi. Đấy, phiên bản này, phiên bản G đấy các bạn này. Nhìn về đằng sau thì quý vị và các bạn thấy đây, xe cũng đã được trang bị sẵn là màn hình. Đấy, trang bị sẵn màn hình rồi. Camera lùi, cảm biến lùi các bạn nhé. Đấy, và cụm đèn hậu này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này, cho nên cũng chưa có bị xước sát gì các bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu này đều rất đẹp, rất là mới luôn. Cảm biến lùi. Đấy, phần sườn bên phụ này, lốp này rất là mới này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, dàn lốp còn rất là dày. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất này. Khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, đây là cái tắp bi cánh cửa phía trước bên lái quý vị các bạn nhé. Từ keo chỉ cánh cửa còn nguyên này, tắp bi rất là đẹp, rất là mới luôn. Tắp bi, tắp lô đều rất là đẹp này. Màn hình nguyên bản, à, màn hình này đã được độ lên màn hình Pioneer rồi các bạn nhé. Đây, chủ xe cũng đã lắp thêm cái màn hình Pioneer rồi. Đấy, màn hình này, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, vô lăng cần số, tay phanh đều rất là đẹp này. Nỉ trần này còn nguyên bản và rất là mới, chưa có bọc luôn mà nhá. Đấy, ghế da này, ở phiên bản G này thì xe cũng đã được trang bị sẵn là nội thất ghế da cao cấp rồi này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, sản xuất bởi Toyota Việt Nam, Vĩnh Phúc. Đấy, lót sàn này đầy đủ hết luôn các bạn này. Lót sàn nguyên bản của xe vẫn còn này. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ này còn nguyên bản này, đến tắp bi cánh cửa này còn nguyên và rất là đẹp đây. Nội thất hàng ghế ngồi phía sau đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Và đây là cái cốp sau,
cốp sau của chiếc xe các bạn nha. Keo chỉ cốp sau này, keo chỉ cốp sau còn nguyên zin này, chưa có mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Đấy, và cái cốp sau thì rất là sạch, rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, cốp sau này này, ở phiên bản G này thì thường những ai mà mua những chiếc xe phiên bản G này, thứ nhất là đều không chạy dịch vụ này, thứ hai là đi rất là ít và giữ gìn. Đấy, lốp xưa cua còn rất đẹp luôn, rất là mới luôn các bạn nhé. Khoang cốp này cũng còn rất là sạch sẽ và rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Những cái phần nỉ cốp sau này còn rất là đẹp này. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ này, đấy, keo chỉ có nguyên zin hết này, táp bi rất đẹp luôn, đấy, nội thất mới như thế này, 15 bánh có hơn 7 vạn thôi quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ này, đấy, táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp. Và chiếc xe này thì bác chủ xe cũng biết chơi này, lắp thêm cái màn hình Pioneer. Màn hình Pioneer thì nói về âm thanh Pioneer thì quý bạn biết rồi đấy, rất là cao cấp, nghe nhạc rất là hay các bạn nhé. Đấy, nội thất thì rất là mới này. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios G 2019 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi 1.5 lít kết hợp với hộp số CVT, tức là hộp số tự động các bạn nhé. Và tất cả từ những cái ốc chân máy này, tất cả ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này còn nguyên bản hết, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị ngập nước gì đâu bạn ạ. Nguyên bản này, máy móc còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Ốc cabo cũng còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cabo nguyên zin hết này. Đấy, chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là tất cả là còn nguyên bản này, nguyên zin, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị tai nạn gì các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái ốc phần đầu này còn nguyên zin hết này các bạn này. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios G 2019 lăn bánh hơn 7 vạn km các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.